Rồi Khía ơi, Khía, Khía coi kìa. Wow, hôm nay 28 tháng 10 2021, Khía, Khía đập hộp quà của ngoại. Khía thích không? Thích không? Thích không? Còn nữa nè. Tin 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 xe gì? Nói đàng hoàng, xe gì con? Mở coi phải không? Rồi coi xe này nữa đi. Tin 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 xe gì? Bự không? Khi có thích không? Khi có thích không? Ai mua cho Khía? Wow. Khía có yêu ngoại không? Có cưng ngoại không? Cưng. Mở đâu là bà không phải chỗ mở luôn. Có cái miếng dán. Trộn trộn cái xe gì mà nó bự dữ rồi kia. Bự luôn xe tăng của anh hai luôn. Chạy bằng bánh gì? Rồi cái này là gì? Súng. Bắn sao? Bùm. Wow, chiếc xe tăng bự hơn của anh hai luôn. Wow, xe tăng đẹp quá các bạn ơi. Thích chưa? Đó. Mở này phải không? Ôi luôn, ngoại mua ba chiếc xe bự luôn. Cho ba chiếc xe này nha. Cho ba nha. Cho không? Đó. Wow, đây là xe gì vậy các bạn? Xe súc lật. Màu gì vậy? Màu gì vậy Khía? Đó, súc lật mà. Nó súc lật luôn. Gà, gà bãi cát mình chơi cái xúc cát đưa lên bọc quá trời. Đen nữa không? Chí nhiều xe mất ơi. Ôi, mua ba chiếc xe bự luôn. Đã thiệt. Ba chiếc xe mới tinh. Xe gì? Cảm ơn ông ngoại này. Cảm ơn ông ngoại. Wow. Khi gà khi lấy xe này nè, khi xúc lật cái đổ cát bên này, khi lấy xe bên khi đổ xuống. Đúng rồi, xúc lật đó. Xúc lật đổ cát lên sao? Đó. Rồi xe bên đổ xuống sao? Đó. Rồi xe tăng chạy bằng bánh gì? Chạy sao? Bắn sao? Bùng. Súng đâu? Súng màu gì? Cam. Bánh xe màu gì? Cam.